Hồng Vai Bà Hai, Tú Hảo Vai Mận, Công Lập Vai Dũng, Thúy Trang Vai Bà Ba nữa, Trọng Khánh Vai Hai Phương. Cùng với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, và bây giờ buổi báo cáo xin phép được tiếp diễn. Like this. có tổ chức đi lắm. Cho mấy anh dân quân á, tôi có đi coi nè, thằng Thành con chú Một nó bắt thiệt giỏi vậy. Nó có ăn nào trong số cuộc thi danh sách rút cuộc lại cho nó có tên thằng Thành chú đẹp chạy tới hỏi thăm. Ê, cái thằng anh chị ơi, sao không có vậy nào? Ông già ông nó trả lời tìm nghe nó nói vậy. Cha mẹ khỏe không? Cậu khỏe không? Kìa, quả đáng cho. Cháu tôi nó hỏi tôi khỏe không á. Cậu còn cùng không? Anh và cậu rất thương nhau. Từ nhỏ đã sống ở vùng quê hẻo lánh này. Ê luôn tôi phải đọc rồi chứ. Có gịnh không? Dạ. Cậu dạo này còn đi vòng vòng ở nhóm trai không? Còn anh đắp cầu của ba nữa không? Từng miếng ăn giấc ngủ. Cậu không thích ăn ngon mặt đẹp gì. Đúng miếng vô để tôi đọc cho, hiểu không? Gì đâu đâu tôi chơi không phải à. Trời ơi, hoài chơi không mà nghĩ chơi không. Con nghĩ chơi cậu rồi. Hả? Ừ. Đi chơi em. Đi đâu? Vô giường mẹ ba nữa. Tội cái tem nha. Ai mà đi chơi nữa đi. Tôi chứ ai. Bọn con đi chơi á, tôi nhảy xong tắm nữa. Đúng rồi, cậu dám tắm đêm. Bữa nay mẹ. Thôi, đi chơi đi. Vô chồng đông vui lắm á. Thôi, con không có đi đâu. Con phải đi ngủ rồi. Không. Đi vô chậu mà mẹ chôm chôm của ba nữa cho nè. Ở không á, đi vô chậu á, mẹ ba nữa chửi chị ôi chị đóng hết trơn vậy đó. Sao vậy? Nói chậu chậu chôm chôm vậy đó chửi. Trời ơi, mẹ bắt được cậu không? Vô, mẹ dễ nó tụt lạnh mất tiền. Mặt nhỏ nó ghét lắm á. Sao vậy? Nó gặp tôi đâu nó cũng nó ăn chậu gà của nó. Mà cậu có bắt gà của người ta không? Không nói gì kỳ vậy? Người trong nhà mà không thương nhau hả? Chung bông nữa, con tội tội nó chết nè. Thôi, con xin lỗi mà, cậu không có bắt gà của người ta thì thôi. Mà rồi con gà đâu? Chép bụng đứa ma mà. Trời ơi, gà của người ta mà cậu bắt vậy rồi cậu sai rồi đó, cậu không có tốt đâu. Vậy hả? Ừ. Không tốt hả? Bây giờ con bắt trâu nữa mà. Thôi mệt con không nói chuyện với cậu ở đâu, bây giờ con đi ngủ à. Đi chơi cám về. Thôi không có được. Bà biết mà bà la con chết. Không sợ. Không khó lắm đó. Nhỏ rồi. Anh Hà biết. Nó đánh đi chết đó. Nhỏ thôi. Dạ. Đi chơi cám về cho ông Hai. Thôi con đi ngủ có chuyện cậu. Thôi đi. Ngủ đi cùng. Ai mà đi chơi nữa đi. Học đi. À, được rồi. Em Mận. Anh Dũng. Mận. Anh Dũng. Mận. Em nói em nhiều lắm rồi anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Em cứ tưởng là mình không còn được gặp nhau nữa rồi. Anh nói về anh là thế này mà. Mận, em ốm đi nhiều quá. Kìa, Mận, em sao vậy? Anh Dũng, anh đừng thương em nữa. Mình không thể đến với nhau, mình không thể yêu nhau nữa. Nhưng mà tại sao? Vì em không còn xứng đáng. Tình yêu cao đẹp mà anh dành tặng cho em đã vui. Có chuyện gì vậy? Em nói cho em biết đi. Tại sao vậy Mận? Anh Dũng, hãy quên em đi. Và đừng yêu em nữa. Và đừng yêu em nữa. Không. Gần 1 năm qua, anh không nhận được thương của em. Anh không biết là em đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cười hỏi má thì má không nói. Anh linh cảm có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng ta khiến cái anh phải mất em như chị. Trên suốt đoạn đường về, anh cứ phòng một đó sao khi về ở nơi đây được nhìn thấy em thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Là vì mấy lâu mình chỉ lo nghĩ chuyện nhau. Vậy tại sao vậy mà không để tình cảm của em đã thay đổi rồi, không để em cũng còn yêu nữa sao vậy? Anh Dũng, lần đầu tiên em nói tiếng yêu thương là em chỉ nói với một mình anh. Cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, tình cảm của em cũng không hề thay đổi. Vậy thì tại sao? Tại sao chúng ta không thể đến được với nhau? Tại sao không được quyền yêu em nữa? Tại sao vậy? Dũng ơi, anh vẫn luôn thờ không nghe chuyện tôi. dần lòng chấp nhân. Càng nuôi tiếc chướng mang càng khổ không thêm. Dũng. Dạ. con. Con mà biết tình cảnh như vậy con không có về không? Dạ thôi, thằng này Dũng à, thằng này thiệt rồi. Chị hai coi nè, con bé Hạ nó đẹp như cha cô luôn á chị hai. Dũng đâu rồi, để tôi khoe với nó lại. Cha tao là Dũng ơi. Cậu Dũng, con để nó đi đi cậu Út à. Bà chồng ra con giật mình đó. Cậu sao bé Hà khóc dữ vậy cậu? Đưa bé Hà cho con. Bà chồng ra là nó giật mình đó. Tự nhiên cái quạo với tôi. Còn cái thằng đó, ảnh mới về đó. Ai? Thì anh Dũng chứ ai. Cậu quên ảnh rồi hả? Sao quên được, nó là cháu tôi mà. Tôi thương nó dữ lắm ba. Bạn biết không, mà nó cũng mến tôi. Hai chồng cháu tôi rất là sướng này. Nó chở nó rồi người tắm xong. Tôi dạy cho nó lộn lắm mà nó lộn nhổ lắm. Bỏ lòng thì đắp mắt. Tôi đè nó đắp nước. Ê, nó giả đòi la nó đó. Tôi muốn nó ra mà nó đè con xíu uống nước nó. Mà tôi đâu có chịu thua nó đâu. Tôi giả bộ cái chết mèo. Nó tưởng tôi chết thì nó ngồi trên bàn nó khóc. Làm bữa đó tôi cười nó sáng qua hàm luôn vậy. Cái thằng dí mà bị vú. Cậu đừng có cười nữa. Cười sao cậu khóc? Thì mặn kêu tôi đừng có cười nữa. Thì tôi khóc chứ sao. Cậu muốn mà. Gì? Cậu nghe con nói nè. Nói gì? Con khổ lắm. Con khổ lắm cậu biết không? Làm cái gì khổ? Con chỉ muốn chết đi thôi. Ai làm gì mà muốn chết? Ông trời mất con chịu khổ như thế này tới bao giờ nữa. Rồi khi con gặp anh Dũng, con biết nói làm sao với ảnh. Con xấu hổ lắm cậu Út ơi. Đâu có xấu đâu. Mẫu đẹp lắm mà. Tóc đeo quỳ, da trắng tươi. Tôi thích như vậy lắm á. Cậu Út, cậu không có muốn nghe cậu nói vậy nữa. Thì sao không nói gì hết vậy? Thì mợ không muốn nghe nói vậy nữa mà. Con nói là con không có muốn nghe cậu nói xàm kìa. Nói xàm? Sạm là gì nè? Hả? Có chết đâu? Ung thư rồi phải không? Tôi bị ung thư sạm rồi. Phải. Mai mốt á, cậu muốn nói cái gì á, cậu suy nghĩ kỹ rồi cậu hẳn nói. Tự nhiên cái khen tôi đẹp hả? Cậu biết khùng hả? Ủa? Khen Mận đẹp là bị khùng hả? À, vậy thì tôi chắc là tôi khùng. Để tôi khen Mận đẹp. Bạn đẹp nhất cái là này nè. Bạn đẹp nhất cái giống này luôn. Bạn đẹp nhất cái giá luôn. Tôi thích bạn lắm đó. Cậu à. Cậu Út. Gì đâu á. Anh đừng có buồn, cũng đừng có nghĩ ngợi gì hết. Hãy tha lỗi cho em. Thì tại sao không làm như vậy? Đi bao lâu con ngủ sống đó. Hỏi sung sướng Nói đi. bụng. Mày giả điên ha, mày giả điên để mày hãm hiếp. Cái gì? Rồi mày thỏa mãn thú tính của mày. Rồi bây giờ mày bị người ta phát hiện. Rồi làm sao? Rồi tôi giết chết mày. Tôi bỏ lục bổ cả. Mày không biết không? Mày không biết không kìa? Mày không biết tôi tỏ kiểu nào? Mày không tỏ kiểu nào? Dừng lại đừng có ngăn. Mày muốn làm ai để tao giết con? Mày muốn nó chạy với tao mà cái ẩu. Mày đi. Vậy là cậu đâu bị khùng, cậu cũng phải đứng kế nữa không? Dũng, tao hiểu, tao biết hết chứ. Vì tao đã hết yêu tự lâu rồi. Má mày cũng biết mà, nhưng má mày vẫn muốn tao. Thank you. Dũng mày có cái gì bất trần tội lỗi xấu xa, mày có biết là chỉ cầu xin em hả? Tao thương con bé hả? Tao mong bế dỗ dành đâu thì kể cũng nổi tao đi, mặt mới chi tới họ mà họ si xăm có nhiều chuyện chứ. Hồi nãy con mẹ ba nữa tới đây nè, nó la ông sùm chỉ có bé không chị hai, nói tôi là giả điên để ấy mà tôi không chịu đâu, tôi dắt đi, tôi giết nó, Dũng nó cản tôi làm sao chị hai? Nhưng mà con giết người ta bỏ tù, nếu như con làm vậy ai dám phá bỏ chứ? Tưởng đâu khung, muốn nói gì nói. Mà không nói gì mà. Chị hai, chị hai nói gì đi chị hai. Chỉ có một mình vẫn thương tôi à. Má kệ con đi má. Không nghe chị đó. Thôi đâu. Tôi nghe chị. Để tụi ta nói tôi gặp họ không. Bây giờ tôi không nghe làm ai hết. Bây giờ tôi gặp anh với nhà này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đó.